cái cảm giác buổi sáng sớm uống một cốc trà hoa cúc này đã cảm thấy nhẹ nhàng trong người. Tới năm nay 76 tuổi nhưng có thể viết sách không cần đeo kính nhưng mà do uống hoa cúc không cần đeo kính viết sách bình thường. Ở làng mình thì có truyền thống trồng hoa cúc nhiều đời nay rồi ấy. Hoa cúc này ngoài đẹp da thì còn nhiều dược tính rất là tốt cho sức khỏe, như là đẹp da này, sáng mắt. Theo y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lan Ông thì hoa cúc là dược phẩm thượng hảo hạng. Cái hồn của nó là không thù, không ghét bất kể một vị thuốc nào. Không thù, không ghét mà người ta có thể giúp được, hòa giải được.